Cường Audio xin kính chào các bạn. Hôm nay Cường Audio sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới của bên mình, đó là chiếc sao card HF5000 Max. Như các bạn cũng đã biết thì Cường Audio có dòng sản phẩm sao card HF5000 Pro. Thì đây dòng sản phẩm của xe minh tiếp, đó là HF5000 Max. Thì sản phẩm này sẽ có gì khác biệt thì chúng ta sẽ cùng khám phá. Tương tự với HF5000 Pro thì bên ngoài nó cũng sẽ có một lớp ni lông này bọc rất là bo tròn chắc chắn. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm chữ HF5000 Max. Chiếc HF5000 Pro thì như các bạn xem video đập hộp của mình ấy thì nó chỉ có xe minh thôi. Ok, mình sẽ mở hộp. Giao cắt. Như các bạn cũng đã biết thì chiếc HF5000 Pro ấy thì là đã có phần auto tune. Chiếc HF5000 Max này cũng sẽ có auto tune. Nhưng mà chất lượng âm thanh sẽ như thế nào? Và bên trong của nó sẽ có những cái gì khác biệt gì so với HF5000 Pro thì chúng ta sẽ cùng khám phá. Ok, cạnh các cạnh ra thì là hàng mới sẽ có băng chất keo. Đặc biệt hơn ở chiếc HF5000 Max sẽ có phần này cho các bạn để cạy ra này. Dễ dàng hơn với chiếc HF5000 Pro. Mình cầm cảm quan mình thấy cũng tương đối là nặng hơn so với HF5000 Pro. Ok, mình đã mở ra chiếc sao card HF5000 Pro này. Thì bên trong nó sẽ cho bạn một cái tờ phiếu bảo hành chính hãng của Xiang Minh. Tiếp theo là quyển sách hướng dẫn giúp các bạn kết nối cũng như là chỉnh âm. Thì cái này trên video của mình cũng sẽ hướng dẫn video sau cách sử dụng chiếc sao card HF5000 Max này. Nhưng về cơ bản thì mình nghĩ là chiếc HF5000 Max này là chức năng sử dụng sẽ như HF5000 thôi, sẽ khác nhau về chất lượng. Thì các bạn có thể nhìn thấy là đây là chiếc jack hai đầu 3.5, 1, 2, 3, 4 khớp. Một chiếc jack hai đầu 3.5 tiếp, 1, 2, 3, 4 khớp tiếp. Một chiếc jack nguồn. Chiếc jack nguồn này thì là jack USB tương tự với HF5000 Pro cũng như là USK10. Tiếp theo chúng ta sẽ mở chiếc HF5000 Max này ra. Bên trong nó có một lớp xốp bảo vệ giúp chúng ta an toàn hơn trong quá trình vận chuyển. Về linh kiện của cái này thì tương tự với HF5000 Pro, thoải mái dây các bạn sử dụng. Ok, về cơ bản thì các bạn nhìn thấy kiểu dáng của nó rất giống với HF5000 Pro. Nó khác là cái này là sẽ là màu ở HF5000 Pro là màu đỏ, còn cái này là HF5000 Max là màu trắng. Và trên này nó có chữ 5000 Max. Đó, đây cũng có đèn này, volume này, bass set này, núm echo vẫn là không điểm dừng và vẫn có thể ấn được méo tiếng. Ok, nhạc beat, autotune. Đây là MC và autotune. Về đằng bên cạnh thì các bạn thì thấy đây là cổng USB này, cổng out này, tai nghe out kiểm âm, cổng kết nối để lấy nguồn nhạc từ điện thoại hoặc máy tính bảng, cổng nhạc cụ, cổng mic 5V và cổng mic 48V. Ở bên cạnh có nút tinh chỉnh âm, các bạn đẩy lên hoặc kéo xuống dễ dàng. Bên cạnh này thì không có gì. Về cơ bản thì cấu trúc của chiếc HF5000 Max này nó rất là giống với HF5000 Pro, nhưng chất lượng sẽ như thế nào? Hẹn gặp lại các bạn tại các video sau để chúng ta cùng đánh giá về chất lượng của chiếc HF5000 Max này. Thì để các bạn nào hứng thú về sản phẩm HF5000 Max, các bạn liên hệ mình qua website cường audio.com hoặc qua Facebook fanpage là facebook.com/cường audio page hoặc qua số điện thoại 0976508260. Các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video đập hộp nào về các dòng sản phẩm mới của Cường Audio, các video review, video so sánh, video hát cover của các khách hàng, của một cộng đồng Cường Audio âm nhạc gửi về Cường Audio để mình
up lên kênh YouTube chia sẻ với các bạn yêu âm nhạc. Và đây là sản phẩm HF 5000 Max. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.